Năm 2015, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên được công nhận xã nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Phát huy những thành tựu đó, cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu và đề ra nhiều giải pháp hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã lên phường. Những năm trở lại đây, thôn cao xã Bảo Khê có sự đổi thay rõ rệt. Sau các trục đường giao thông không chỉ được bê tông hóa, mở rộng mà còn được chỉnh trang sạch đẹp. Nếp sống văn minh đô thị dần dần hình thành và đi vào nền nếp. Công tác vệ sinh môi trường được thu gom sạch sẽ, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ khá và giàu của thôn đã đạt trên 70%. Có được kết quả đó, thời gian qua, thôn cao đã phát huy nội lực phát triển và mở rộng ngành nghề sản xuất hương truyền thống, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân. Đổi thay quá lớn thì nó thể hiện là kinh tế giàu có nhìn thấy, mọi người trong thôn công ăn việc làm ổn định. Nên phường thì người dân cao thôn rất mong muốn. Xã Bảo Khê nằm ở cửa ngõ của thành phố Hưng Yên với gần 400 hectare diện tích đất tự nhiên, dân số trên 7.700 người. Bảo Khê là địa phương có quốc lộ 39 chạy qua. Đây là lợi thế trong việc thông thương, thu hút đầu tư, mở rộng kinh doanh dịch vụ, từ đó tạo việc làm thường xuyên cho 2.000 lao động. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm trên 87% trong tổng giá trị phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ đó, đến nay, xã đã mở rộng và bê tông hóa 100% tuyến đường giao thông. Các cơ sở giáo dục đều được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em. Các vấn đề về môi trường, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, xã đang tập trung xây dựng trung tâm thương mại, quy hoạch các khu dân cư và dành 50 hectare đất để xây dựng cụm công nghiệp. Hiện nay thì xã Bảo Khê đã cơ bản đạt 4 cái tiêu chí theo nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về phân loại đô thị, và chúng tôi tiếp tục phát huy cái nguồn lực của địa phương để xây dựng các cơ sở hạ tầng. Để đạt được mục tiêu trở thành phường vào năm 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Khê đang tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, nếp sống văn minh đô thị, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.